Chị ơi chị, cái này lại hỏi giùm cho người ta nha. Tức là người ta điều trị viêm vùng kín xong rồi, giữ cả tháng rồi. Với tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Giờ muốn... Muốn lại cuộc yêu. Chị hiểu mà. Gãy trên giường. Rồi sao rồi sao? Phải làm sao hả? Có thể làm được vậy nữa không? Hay là một lần viêm là xong luôn à? Một lần viêm á, có thể làm thay đổi pH vùng kín của người đó. Mà những ai mà đã từng bị viêm âm đạo, đặc biệt là viêm âm đạo do nấm nha, thì cái pH vùng kín của người đó rất khó để trở về khoảng 3.8 đến 4.5. Nó cứ lưng lửng đâu đó ở trên khúc trên. Mà có một cái này nè, đó là tinh dịch hay là tinh trùng của đàn ông á, nó cũng là pH kiềm. Cho nên á, là cứ sau mỗi lần mà bùm ba la bùm mà xuất một cái vô một cái á, là em tưởng tượng là cái pH của cái người phụ nữ vốn nó đã không được acid lắm rồi, nó đang cố gắng về acid, thì quan hệ vô nó lại kéo về kiềm lại. Cho nên rất nhiều phụ nữ sợ việc quan hệ tình dục với chồng hoặc với bạn trai của mình sau khi mà họ hết bị viêm nhiễm, bởi vì họ nói rằng cứ mỗi lần mà quan hệ xong là có vẻ như là cái tình trạng trước đó nó có vẻ ổn, thì bây giờ nó lại cứ ngứa ngứa, không phải quá nhiều nhưng mà nó ngứa và nó ra cái trắng không được bình thường lắm. Vậy thì bây giờ cái chìa khóa mấu chốt một đó là cái khoảng thời gian kiêng cữ trung bình là sau khi hết hẳn triệu chứng cộng thêm khoảng 7 ngày nha, 7 đến 14 ngày tùy người. Cái thứ hai là tốt nhất là điều trị cho cả bạn tình nữa. Và nếu như mà bạn tình của mình có nhiều bạn tình thì thôi, gọi như là tự biết mình có nhiều bạn tình là đi phát thuốc đủ người hết. Tiếp theo nữa đó chính là sau khi mà hết viêm nhiễm rồi, chúng ta cần phục hồi lại cái hệ vi sinh vật ở vùng kín bằng cách hỗ trợ bằng men vi sinh, hoặc chúng ta sẽ ăn những cái sản phẩm, ăn những cái thực phẩm chứa prebiotic, lại kim chi, ít cay lại sữa chua đó, kiểu như vậy, để mà chúng ta hỗ trợ cho cái vùng kín của chúng ta.